nóng trong ngày, phát hiện thi thể đứt lìa đầu ở chung cư tại quận 7. Thưa quý vị, vừa qua người dân tại chung cư Hoàng Anh Thanh Bình, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đã bàng hoàng phát hiện thi thể của một người phụ nữ tại tầng 3 trong tình trạng bị đứt lìa đầu. Vụ việc chưa rõ nguyên nhân và hiện đang được điều tra làm rõ. Chiều hôm qua, ngày 8 tháng 11, Công an quận 7, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra vụ người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ bị lìa đầu ở chung cư Hoàng Anh Thanh Bình, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, một số người dân sinh sống ở block B phát hiện thi thể một nữ giới tại tầng 3 chung cư. Ghi nhận tại hiện trường, thi thể nạn nhân không nguyên vẹn, đầu nằm cách thi thể khoảng 2 mét, bê bết máu, trên người nạn nhân chỉ mặc nội y. Nạn nhân nằm tại tấm kiến giếng trời ở tầng 3, lô B của chung cư. Người dân cho biết tại tầng cao của chung cư cũng xuất hiện nhiều vết máu. Hiện trường lúc đó có rất đông người dân quan tâm theo dõi tại khu vực xung quanh nơi phát hiện thi thể người phụ nữ bị lìa đầu. Đến chiều, Công an quận 7 vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Thưa quý vị, vụ việc này đã khiến cho nhiều người dân ở chung cư cũng như cộng đồng mạng bàng hoàng tá hỏa. Mong rằng cơ quan chức năng sẽ sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm Tin Nóng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Hãy nhớ nhấn nút like và subscribe cho Sun TV để cập nhật những tin tức mới nhất. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.